Vào thời điểm lịch sử này, có lẽ hơn bất kỳ giai đoạn lịch sử nào khác, chúng ta thường được trực giác mách bảo nhiều hơn về ý nghĩa của tất cả những sự kiện trùng hợp một cách ngẫu nhiên trong cuộc sống của mình. Những sự kiện xảy ra dường như rất đúng thời điểm, đưa đường dẫn lối cho ta gặp gỡ những con người hữu duyên, khiến cuộc đời đột ngột rẽ sang một hướng mới, đầy hứng khởi hơn. Lời tiên tri Celestine của tác giả James Redfield là một cuốn sách nói về những sự việc thú vị như vậy đấy. Ra mắt vào năm 1993, lời tiên tri Celestine nhanh chóng đứng đầu trong các đầu sách bán chạy nhất của New York Times và tiếp tục giữ vị trí này trong 3 năm liên tiếp. Tính tới nay, cuốn sách tâm linh dưới dạng tiểu thuyết này đã được dịch ra 34 thứ tiếng, bán được hơn 30 triệu bản trên toàn cầu và giờ đây tới tay bạn đọc Việt Nam thân yêu. Dưới sự bảo chứng của giáo sư John Vũ, Nguyên Phong thì cuốn sách Lời Tiên Tri Celestine là một hành trình trải nghiệm tâm linh vô cùng lý thú, thích hợp dành cho mọi lứa tuổi và cả thời đại ngày nay. Lời Tiên Tri Celestine đã hấp dẫn John Vũ và độc giả toàn cầu như thế nào? Câu chuyện mở đầu bằng việc nhân vật chính tình cờ gặp lại cô bạn cũ Charlene và biết tới sự tồn tại của Thủ Bản, một cổ thư có niên đại từ những năm 600 trước công nguyên, bao gồm những lời tiên tri về nhân loại. Điều đáng nói là tất cả những nhân vật quan tâm tới tài liệu này thì đều đang biến mất một cách đầy bí ẩn. Bị đánh thức bởi sự tò mò, nhân vật chính quyết định đặt vé máy bay tới Peru, chính thức dấn thân vào hành trình tâm linh đầy ly kỳ sắp tới. Tại đây, anh làm quen với những con người mới, những mối quan hệ mới và từng bước các biến cố xảy ra ngẫu nhiên, tình cờ khiến nhân vật tôi thức tỉnh bản ngã trong mình. Lật dở các trang sách, độc giả như được hòa mình cùng nhân vật trong hành trình tìm về với chính bản thân, cùng khám phá lời tiên tri Celestine huyền bí, mà có lẽ là lời tiên tri cho chính bản thân của mỗi người. Bạn sẽ được khai sáng bởi kho tàng tri thức nhân loại từ cổ xưa. Bạn biết rằng vũ trụ là một trường năng lượng rộng lớn và bạn hoàn toàn có thể tác động tới nó bằng nguồn năng lượng của bản thân. Giống như nhân vật tôi, bạn sẽ hiểu sâu sắc rằng không hề có một cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên cả. Tất cả những sự việc tưởng như là tình cờ đều chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc hơn chúng ta tưởng và tất cả những người đi ngang qua đời ta đều ẩn chứa một thông điệp ý nghĩa. Đúng vậy, nếu không họ đã rời đi trước đó hoặc sau đó rồi. Cuối cùng, họ ở đây là vì một lý do nào đó và bạn sẽ học được cách khám phá ra lý do đó bằng sự thức tỉnh của tâm linh mà tác giả Redfield đã đưa ra. Cuốn sách cũng sẽ chỉ ra cách mà bạn có thể tự giải mã, trải nghiệm thời thơ ấu của bản thân dưới góc nhìn tiến hóa, góc nhìn tâm linh và khám phá ra bản thể đích thực của mình. Bạn biết rằng chính bạn phải quay trở lại quá khứ của mình, trở lại thời thơ ấu, sống bên gia đình và nhìn nhận lại cách thức hình thành thói quen, kiểm soát của chính mình. Chỉ khi bạn lĩnh hội được những ý nghĩa của những gì đang xảy ra, khi tâm thức bạn được rọi sáng và biết lan tỏa trường năng lượng, bạn đồng thời tìm thấy một cách thức hữu hiệu để quá trình khai mở và chuyển hóa này luôn được duy trì. Lúc này, nhân loại sẽ đạt được một bước nhảy vọt đến một lối sống mới. Một lối sống mà loài người chúng ta đã luôn nỗ lực để đạt đến trong suốt chiều dài lịch sử. Tất cả những gì bạn cần làm ngay bây giờ là tạm gác lại một thời gian đủ lâu những nghi hoặc và những mối bận tâm thường nhật để sự chuyển hóa diệu kỳ được mô tả trong cuốn sách này trở thành hiện thực của chính bạn. Đúng vậy, chính bạn là người nắm giữ thủ thư, lời tiên tri tối thượng của nhân loại chứ không phải ai khác. Và sự khai sáng tâm thức trước hết phải bắt đầu từ bạn.